chứng khoán ngày 7 tháng 2, cổ phiếu ngân hàng dậy sóng phiên cuối năm quý mão, VN Index tăng hơn 10 điểm. Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tỏa sáng trong phiên giao dịch cuối năm quý mão, giúp chỉ số VN Index tăng 10,05 điểm, tương đương với 0,85 điểm, lên 1.198,53 điểm. Như vậy, đối với số điểm khởi đầu là 1.108,8 điểm, tính chung cả năm quý mão, VN Index tăng xấp xỉ 90 điểm, tương đương mức tăng 8%. Ngoại trừ nhóm ngành công nghệ thông tin tác động nhẹ lên chỉ số, các nhóm ngành còn lại đều đóng góp tích cực cho VN Index trong phiên tăng điểm hôm nay. Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm, thu hút dòng tiền. CTG tiếp tục hành trình tìm về đỉnh lịch sử khi tăng tới 3,2%. Bên cạnh đó, TCB cũng gây ấn tượng mạnh với mức tăng lên đến 4,63%. Đây cũng là hai cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN Index. Sắc xanh trang nhập bảng điện khi có tới 356 mã tăng giá, chỉ có 110 mã giảm giá và 81 mã đứng giá tham chiếu. Thanh khoản khớp lệnh ở mức trung bình đạt 14.949 tỷ đồng. Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán đạt gần 17.240 tỷ đồng.